Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 141. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình an ninh trật tự chúng tôi mới cập nhật. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kết quả điều tra, trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023, Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, ứng trực tại các điểm thi, sẵn sàng từ chiều nay. Theo đó, tất cả các điểm thi trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng, công an các địa phương sẽ có mặt từ sớm, sẵn sàng kế hoạch trực chốt, phân luồng, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định. Công an quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn. Phân công cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi đủ quân số, đúng quy chế theo quy định của trưởng điểm thi. Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, lắp đặt camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi, bố trí tủ chứa đề thi, bài thi đảm bảo an ninh, an toàn. Phòng cảnh sát giao thông phân công lực lượng tăng cường tại các tuyến giao thông trọng điểm, phân luồng giao thông khu vực xung quanh và tại các địa điểm thi, các nút giao thông hay ùn tắc trong giờ cao điểm. Các tuyến đường đang thi công, giải quyết nhanh các điểm ùn tắc trên các tuyến đường, khu vực thi, tổ chức giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và giám thị đến đúng giờ thi. Bố trí xe ô tô cảnh sát dẫn đường cho công tác vận chuyển đề thi trong trường hợp khẩn cấp khi được yêu cầu. Thưa quý vị, tọa lạc tại vị trí tiếp giáp với nhiều tuyến đường lớn, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1 đã được kỳ vọng trở thành khu đô thị mới đáng sống nhất tại thủ đô. Tuy nhiên, những bất cập trong công tác quản lý bãi trông giữ xe đã khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, gặp nhiều phản ứng trái chiều từ người dân. Không chỉ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, tại một số tuyến đường, khu vực này còn được tận dụng làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện, có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật. Hàng loạt ô tô đỗ chặn ngang toàn bộ vỉa hè, không còn phần đường dành cho người đi bộ. Thậm chí công ty cổ phần phát triển Trường Giang còn kẻ vạch khu vực trông giữ xe dưới lòng đường, dồn tất cả phương tiện đi lại sang phía còn lại. Điều này khiến việc lưu thông tại đây vô cùng khó khăn. Đáng nói, dù thực tế này đã diễn ra từ rất lâu, nhưng không hề bị xử phạt hay chấn chỉnh từ phía chính quyền sở tại. Đại diện lãnh đạo phường Cổ Nhuế 1 cho biết, tuy khu vực này thuộc địa giới hành chính của phường, nhưng chủ đầu tư chưa bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, nên công tác quản lý trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về tội tham ô tài sản. Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có cựu Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 3 cựu thiếu tướng khác. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá đây là vụ án tham ô tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để cùng tham ô số tiền 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng, sử dụng nguồn ngân sách phân cấp cho đơn vị để chiếm đoạt tiền nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Về diễn biến vụ án, Nguyễn Văn Sơn với vai trò là Tư lệnh Cảnh sát biển đã yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật khi thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị từ nguồn kinh phí trên phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Từ đầu tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020, nhận đủ tiền từ các nhà thầu, 6 trưởng phòng nộp lại toàn bộ tiền cho Nguyễn Văn Hưng để chuyển cho Nguyễn Văn Sơn.
việc giao nhận tiền đều được thực hiện tại phòng làm việc của ông Hưng và ông Sơn. Sau khi nhận 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn chia cho mình và các thuộc cấp là Đồng, Hậu, Quyết, Dũng. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, Phạm Kim Hậu đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, kèm theo hai file ghi âm phản ánh về một số tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số cá nhân là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Trên cơ sở đó, các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra về các sai phạm. Quá trình làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến tháng 9 năm 2021, các cá nhân đã báo cáo rõ về hành vi sai phạm và tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Nhằm tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS ra cộng đồng, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với huyện đoàn Đông Anh và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2023 cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện và tổ chức phát trực tiếp qua mạng xã hội cho các cơ sở đoàn trên toàn địa. Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được hướng dẫn cách nhận biết các loại ma túy mới đã và đang xuất hiện trên thị trường, những triệu chứng và biểu hiện của người nghiện ma túy, cũng như vai trò của gia đình, xã hội đối với việc giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa các tệ nạn xã hội. Thông qua hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên được trang bị thêm các kỹ năng để tự bảo vệ mình. Từ đó, khuyến khích mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm này, góp phần xây dựng một xã hội an toàn trong sạch. Tôi sẽ cố gắng tiếp thu được nhiều kiến thức nhất có thể để có thể về tuyên truyền cho những người thân xung quanh cũng như đoàn viên thanh niên trong chi đoàn để làm tốt hơn công tác phòng chống ma túy và những kiến thức mà hôm nay tôi có thể tiếp thu được. Đây là một hoạt động thường xuyên phối hợp giữa Công an huyện Đông Anh và huyện đoàn Đông Anh trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt trong công tác phòng chống ma túy trong tháng hành động phòng chống ma túy hàng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh, phát hiện 27 tổ chức cá nhân có hành vi kinh doanh bóng cười trái phép, lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng, thu giữ 72 bình khí N2O các loại, hơn 1.500 vỏ bóng cao su. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao nên các cơ sở dù đã bị kiểm tra xử lý nhưng vẫn lén lút hoạt động, thậm chí có những cơ sở bị phát hiện xử lý nhiều lần. Một số cơ sở không hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, như chủ cơ sở cố tình vắng mặt, không làm việc với đoàn kiểm tra hoặc không hợp tác, không ký biên bản kiểm tra khi tổ công tác yêu cầu. Trước những khó khăn này, đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng đúng mục đích đối với khí N2O và shisha. Bên cạnh đó, cũng cần tăng mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh khí N2O bóng cười trái phép, tạo sức răn đe tới các cơ sở góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chính quyền địa phương cần phải có cái quản lý chặt chẽ cũng như là cái nơi mà kinh doanh sản xuất hoặc là nhập khẩu đưa ra những cái quy định mà nó chưa đúng và cái quản lý nó chưa được chặt chẽ trong cái quá trình mà người ta có những cái quy định là phải có cái điều kiện kinh doanh nhất định thì mới được kinh doanh, mà chúng ta nếu như các cơ sở hoặc là tổ chức cá nhân mà kinh doanh nó không phù hợp, không đúng với các cái điều kiện về giấy phép kinh doanh thì đấy là trách nhiệm của những bên liên quan. Bản tin 141 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.